Hello, xin chào các cô gái xinh đẹp của Nhã. Hôm nay các bạn mong chờ Nhã sẽ review tiếp cái dòng sản phẩm nào nè. Thì các bạn thấy là gương mặt Nhã đã make up hoàn thiện rồi ha. Nhưng mà thiếu ở đây là thiếu son môi. Và các bạn nữ á, là khi mà ra đường mà chúng ta không hề đánh son á, thì chúng ta sẽ rất là không được tự tin cho lắm. Thì hôm nay Nhã có khá là nhiều cái dòng son đang ở đây, thì Nhã sẽ review cho các bạn một cái hãng son Girlboss của dòng mỹ phẩm Oshalit ha. Thì với cái thiết kế rất là sang trọng như thế này, rất là dễ thương ha. Và cái phần đáy son nó sẽ hiển thị lên cái phần màu của son. Nhã sẽ không để các bạn đợi lâu nữa, Nhã sẽ test hết tất cả 16 màu son cho các bạn xem nha. Rồi, và đây là màu son thứ nhất Nhã sẽ test lên môi nha. Đây là màu son kem màu đỏ hồng, nhưng mà nó sẽ thiên về cái màu hồng nhiều hơn khi mà đánh lên cái lòng môi nè. Ok, sau đó Nhã sẽ test lên full môi nha. Thì từ 5 đến 6 giây là cái màu son nó đã lên môi rất là chuẩn rồi ha mọi người ha. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp màu son tiếp theo nha. Đây là son kem màu đỏ thuần, rất thích hợp cho những chị em nào mà chúng ta buổi sáng chúng ta đi làm thì chúng ta đánh lòng môi, còn buổi tối đi tiệc thì chúng ta đánh full môi, rất là đẹp nha mọi người. Ok, đến màu son tiếp theo đó chính là son kem màu đỏ hồng tươi, rất thích hợp cho những cái bạn teen nào mà chúng ta muốn cái sự trẻ trung và xinh đẹp nha. Rồi, và bây giờ đến cây son thứ tư nha. Đây là cây son kem màu cam. Các bạn biết là dòng son Girlboss nó có một mùi hương trái cây rất là dịu nhẹ. Và son kem màu cam này rất thích hợp cho những bạn trẻ nữ nào mà hơi cá tính một chút xíu. Chúng ta sẽ đánh full môi luôn. Và nó sẽ đem lại cái cảm giác rất là trẻ trung và tươi tắn cho mình nha. Tiếp theo luôn đây chính là màu cam. Và màu cam này là màu cam tươi nha mọi người. Thì cái dòng này thì nó hơi kém một tí xíu. Thì các bạn mình khuyên là nên đánh mắt nhẹ lại một tí xíu, thêm một chút má hồng thì sẽ rất là phù hợp với các bạn nha. Tiếp theo là son kem màu hồng đất. Thì mình khuyên các bạn là nên nhấn nhá vào đôi mắt để tạo điểm nhấn, vì cái màu hồng đất này cũng hơi kén nhau một tí xíu thôi. Rất thích hợp cho những bạn nào make up theo kiểu trong tay nha. Màu son tiếp theo Nhã đánh lên môi thì Nhã cực kỳ thích màu son này luôn. Đó là màu son kem đỏ cherry với cái tông là màu đỏ hơi đậm một chút xíu, thì phù hợp với những bạn nào mà thích chúng ta sẽ đánh lòng môi thì lên rất là teen ha, và đánh full môi thì rất phù hợp cho những cô nàng nào mà cá tính mà thích đi tiệc ban đêm, rất là phù hợp nha. But I know that for the first time
Và tiếp theo đó chính là màu son cam baby, rất phù hợp cho những bạn học sinh nè, chúng ta đánh lên môi rất là trẻ trung và tươi tắn nha. Và màu son tiếp theo đó chính là màu son kem, màu cam sữa ha. Thì màu này Nhã cũng thấy rất là trong trẻo và trẻ trung. Nó có một chút gì đó nhũ và tạo cho đôi môi của chúng ta căng mọng hơn nè. Nhưng mà các bạn hãy chú ý là vì màu son này nó hơi nhạt, cho nên là mình cũng chú ý đến phần đánh phấn mắt và má hồng để cho gương mặt của mình sẽ tươi tắn hơn nha. Ok, và tiếp theo đó chính là son kem màu đỏ cam, phù hợp với tất cả các loại độ tuổi luôn, từ trung niên cho đến tuổi teen chúng ta đều sử dụng được, vì màu này cũng khá là trẻ trung và tươi tắn nha. Rồi, và màu son kem màu đỏ huyết Nhã đánh lên môi thì màu này rất là thích hợp cho những chị em nào thích sexy, quyến rũ, tiệc tùng vào ban đêm. Và với dòng son kem mịn môi Girl Boss này thì những các bạn nữ nào mà ăn uống chúng ta hoàn toàn yên tâm, vì son rất là bám liền trên môi và nhưng mà không hề gây khô môi gì hết nha. I know you won't fight, 'cause you keep throwing words, you keep returning, calling to us. Rồi, và tiếp theo lại là tông màu hồng, nhưng là màu son kem hồng baby ha. Rất thích hợp cho những bạn nữ nào mà chúng ta thích thể thao nè, cá tính, đánh lên cũng rất là dễ thương ha. Gonna let the telephone ring, 'cause you keep. Ok, cũng như các dòng son trước thì đây là màu son kem màu hồng lạnh, rất là khá là thú vị ha. Thì bạn nữ nào đánh thì nên chú ý về phần mắt và má hồng để cho cái lớp nền của mình không bị tái nhạt nha. Trying to catch me lying, give me stress out. Baby, I can bet you'll do something that you'll regret. Like go home with someone that you. Rồi, và đây là màu son kem hồng đỏ. Thì cái màu này cũng rất là cá tính và cực kỳ quyến rũ cho những cái bạn nữ thích phá cách một tí xíu, thì màu này cũng rất là dễ phối đồ cũng như là make up nha mọi người. You keep returning, calling to apologize. Gonna let the telephone ring. Let it get to you before you get to me. Ok, và màu tiếp theo đó là màu ánh sen. Màu ánh sen này rất thích hợp cho những chị em nào trung niên nè, chúng ta đi làm văn phòng. Thì cái màu son này sẽ giúp cho làn da của chúng ta được bật tông hơn, trắng sáng hơn rất là nhiều nha.
là màu son cuối cùng nha. Và màu son cuối cùng đó chính là son kem màu hồng đậm, cũng rất thích hợp cho những chị em nào trung niên chúng ta làm văn phòng, nhưng mà nên nhấn nhá và mắt một chút xíu để cho làn da của chúng ta được sáng hơn và rạng rỡ hơn nha. Các bạn ơi, sau khi Nhã đã squat xong 16 màu son kem miệng môi Kerbos của hãng Ultralis thì thực sự khá là bất ngờ luôn, vì màu son nào test lên môi cũng đều rất là dễ thương và thích hợp với lại nhiều cái độ tuổi khác nhau, như là trẻ trung cũng có, là trung niên cũng có thể sử dụng được luôn. Thì cái chất son của nó rất là mềm mịn mượt mà không hề gây cảm giác như bết rít hay là khô môi gì hết. Và cái độ lì của nó cũng rất là lâu nha các bạn. Thấy những cái màu son của Kerbos như thế nào? Rất là xinh đúng không? Thì bạn nào mà muốn sở hữu một cây son rất là xinh và thời thượng như thế này thì hãy nhanh chân đến cửa hàng như là Hasaki nè, đang được bày bán những cái hãng son của Australis rất là nhiều. Thì chúng ta đến cái cửa hàng, chúng ta có thể test màu son tại cửa hàng luôn để chọn lựa cho mình một cái màu son phù hợp với mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.